Cao lên đúng không? Trời ơi, vừa được cái bên trên mà. Tao tao điện rút điện ra không lại chém cho mát giờ. Mày. Thôi. Mang đồ đây, bạn nào. Được, cũng được đấy. Chuyện tầng thường nhất à? Máy cắt cỏ chạy còn khỏe hơn cả máy chạy xăng. À. Sợ, tôi biết thằng Vinh thật đấy. Lại chảy máu rồi, hai phát rồi đấy. Vấn hảo cũng là do túi thằng Vinh ra. Vinh ơi, mất một miếng da rồi. Bình thường. Lấy cái đai kia xong rồi vặn vào như thầy. Cũng là 3 triệu 6 của tao đi. Nhưng trần hết ốc rồi. Vào đấy. Người chưa ấn chặt mà sao nhỉ? Anh sơ anh ấy chỉnh. Để cái này úp này xuống không rộng nó vào. Ừ, nhìn ngoài nhớ xấu xấu mà vào trong máy thì nó khác đấy. Đấy. Đây này. Cầm cái này vào đập. Nhìn cái mày có tiền để mua cái này cầm này. Các bạn đang làm gì đúng không? Nhưng mà hoa gâu bây giờ. Công nhận là cái này tiền cắt đấy. Mạnh nhờ. Dạ. Quá mạnh luôn. Em cũng sợ, tôi biết thằng Vinh rồi. Đây. Tí em lấy thôi, làm ra. Cắt được một đường xài hết rồi đấy. Tính thời gian quãng chém của nó. Rồi, anh ta có thể tiếp tục được. Rồi. Tao sẽ không hộ mày được cái gì nữa rồi. Đừng sát quá nó xém phải đá. Cắm điện, tắt công tắc. Họp. Tắt chưa? Đây rồi. Được chưa? Chắc là cái bãi bên này nó nhiều hơn này. Đây, sang bên này. Đây này. Đấy. Thử cắt cái bãi xem nào. Cắt cầm cẩn thận nào. Stretch nào. Những lần thử nghiệm. Những lần thử nghiệm không thành công. Sao nó chặt lắm cơ mà phát được nhiều phết đấy. Còn thầy. Ok.